thoải mái, ổng làm rất nhiều công việc luôn cô chú và các bạn. Bây giờ tí nó đang lấy đồ ăn ra cho các bé. Chồng Tây thì xịt chuồng, còn Tây thì nhiều chuyện. Xem mơ đây nè, xem mơ. Sao hôm bữa con cắn mẹ đau quá vậy? Hả? À, xem mơ cắn mẹ đau quá vậy? Hả? À, xem mơ. Mẹ dặn xem mơ luôn nha. Mẹ không có thương xem mơ nữa nha. Hả? À. Làm sao? À, mẹ đuổi xem mơ về nhà ở luôn nha. Chịu không? Thôi 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 thôi, đừng cắn lộn, đừng cắn lộn. Trời ơi. Đừng cắn lộn, đừng cắn lộn. Sao mẹ đuổi xem mơ về nha. Đi đi về coi giúp ở với mẹ già đi. Đừng có ở với tôi. Ở với tôi xong cánh tôi đau quá trời luôn nè. À, đi đi, tôi đuổi mấy người đó. Đuổi mấy người đi nè. Không thương mấy người nữa đâu. Nịnh bợ quá dạ. Ti đang làm việc phía đằng trước thì đi về sao xem công việc như thế nào. Vì máy ấm dài cả ngàn mét á, rộng 1000 mét hơn luôn, nên mỗi đứa làm góc. Ti thì làm đằng trước, vợ chồng Ti, chồng Ti thì làm ở đây, còn bạn Tí thì làm ở khu vực khác đây. Đó. Trời ơi, thấy xã ngày hôm qua đi chụp phim á bị đau lưng cột sống. Bị đau cột sống lưng. À, giờ vẫn phải làm việc nấu nướng cho cô chú và là các bạn, nấu nướng cho những em cún. Nếu mà các em bị đói thì các em sẽ cánh lộn với nhau nhiều lắm. Nên mình không bao giờ để cho các con đói được. Thương xã quá à, còn nhiều xã quá. À, một ngày thì máy ấm Ti nấu khoảng 80kg gạo cho các bé nhà Ti, gồm có hai nồi cơm công nghiệp lớn, nồi chảo cánh khuấy. Xã ơi, tội nghiệp xã quá nè. Xã ơi, ôm xã ăn cái nè. Xã ơi. Thương cá một tí. Thương xã. Tụi con ngoan không có quậy phá nghe chưa? Nghe không? Nghe không? Nghe chưa nghe không? Trời ơi, nó hung chui, tôi mới hung chồng tôi xong rồi nó vu vô nó hung chui quá trời luôn. Đánh văng chưa? Đánh văng chưa? Trời ơi. Các em cũ nè bên dưới hung chịu nổi luôn, Ti phải đi chỗ khác. Đi chỗ khác cho các em chỗ khác hung. Mẹ mẹ chưa, mẹ chưa. Thổi cái gì quá trời vậy? Thank you.
Thank you.
Thank you.